Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay chú ý mình lên mình chơi bạn ơi, không biết vợ chồng sư mẫu có giăng tay lưới nè, nên sẵn đi theo chơi luôn. Chào cả nhà các coi. Trời ơi rỗng kìa. Nên sẵn đi theo vợ chồng sư mẫu chơi rồi, có cá mắm gì không bạn? Giờ cũng 6 giờ mấy rồi, chuẩn bị tối. Bữa nay do con nước không ngon hùng á nên vợ chồng cũ cá sủ không có giăng lưới. Sao sang kia là đại cà lọc đó, như Mr. Sơn cũng giăng nhưng mà giăng ốp mé bạn, tại nước bữa nay nước rong á, kiểu giăng con được con nào hay con đó. Còn cũ cá sủ thì tuyên bố chỉ dính cá hồ mới giăng thôi. Nó đang nằm võng quẹt, đang nằm võng quẹt quẹt đắng á. Còn ve kiều bạn nghe in nổi không? Bữa nay giăng tay lưới hên xui bạn, được con nào hay con đó ha, tại nước bữa nay không có ngon hùng á. Vì bà không vô rồi bà đứng xuồng hoài bà đó. Ngại ngùng mất cỡ gì không biết nữa. Bữa nay vợ chồng sư mẫu mình chơi bạo luôn, đi sâu múc chỉ thai chứ kiếm cá hô đâu chứ. Có khi nào bữa nay tay lưới mà chăng đúng con nước không ngon mà hốt cá khủng không bạn? Cá mắm giờ đâu biết trước đường mà lặn. Nhiều khi mấy anh em mình giăng vậy mấy con nước thấy ngon 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 á, trời ơi bủa hai tay nhiều khi cũng bể đầu như thường rồi bạn ơi. Thường có thể một số bạn không biết thì nước dạng mấy anh em ở đây nói nước ngon nhất là con nước tránh kém bạn, tức là nó đứng lâu. Thì một tháng thì nói chung đại khái là khoảng được 5 ngày, 4 ngày à, là đứng lâu à. Chia ra nửa tháng khoảng 2 ngày các bạn, 2 tới 3 ngày rồi giăng lưới neo á. Người gom lại thì một tháng khoảng 5-6 ngày. Mấy ngày đó là giăng lưới neo ngon nhất, tại nó đứng lâu. Chứ cái sông Tiền này nó lớn bạn, cái dòng nước nó chảy mạnh lắm, chảy xiết dữ lắm. Nếu mà mình giăng mấy con nước rong á, là mình mới bổ ta lưới xong rồi chưa đầy 10-15 phút là bắt đầu nước nó đưa ngược lại rồi, lại chảy xiết rồi. Mình cuốn lưới ở đâu cũng kịp. Với lại mình giăng tỷ lệ mà thời gian mà mình ngâm được ít quá vậy á, tỷ lệ dính cá cũng thấp lắm. Tới rồi đó bạn ơi, đèn xanh xanh đó. Hôm nay bà kiếm cá hồ mà sao bà giăng sát bờ dữ vậy ta? Hai chồng bà kiếm cá hồ mà sao giăng sát bờ dữ vậy? Bà cậu nó cá hồ đi gần bà hả? Nhức đầu chứ. Ừ, kiếm cái lăng đồ bậy bạ ha. Nói trời bạn tụm gà cá bự nó đi trong bờ không nó chân giỡn nha. Hồi đợt rồi vợ chồng siêu mẫu có tán cặp cá sủ khổng lồ đó cũng ở sát bờ không. Đó, gà chiến của siêu mẫu đó. Gà chiến của siêu mẫu đó. Gặp cái tre là sợ. Hôm bữa đi cầm câu với mấy anh em mình đó, trời ơi gặp chú Năm không gặp cái tre, cá tre là ổng ám ảnh. Tại hồi Tết mình cũng quay clip mà mấy anh em mình tắt mương đó bạn. Không bị cái tre quất phát không sợ luôn tới giờ.
Ủa vậy nước này Tèo Ba Phát có bổ không? Nay ai cũng ca nước khuya 1-2 giờ khuya. Lần rồi theo vợ chồng sư mẫu tán cặp cái sủ siêu to khổng lồ nữa bạn. Lần này gây hên không nha. Cái nước này mà gọi nước không phải chánh kém, nước không ngon mà tán cái sủ khủng mới gọi mới ghê nè. Mới đó mới gọi là đúng hên đó bạn. Gần bờ kiếm cá cóc, cá lăng, cá ngát đồ bạn ơi, cá cậy đồ. Chục cháo đồ. Mấy thứ đó là ở gần bờ á. Còn xa mà kia kiếm cá sủ. Trời ơi, tùng lưới này mà dính cá bự bự đá gì đâu trời. Nó phình ra kìa bạn coi đá không. Cá sủ bự không phải mà như 1-12 kg hả chứ mà 12 kg. Đó bạn thấy không, bồng lao nhóc trơn thấy không. Bởi vì trong tiền này giăng mấy con nước không có tránh kém bạn quải trưởng là gì nữa. Không lao kinh khủng. Nhưng dạng ngư dân đây thì bạn cũng biết rồi đó. Được đồng nào hay đồng đó, chứ nếu mà dạng cuộc sống nó dư giả không ai giăng mấy con nước này đâu bạn ơi. Cái này nó thiệt. Nước tránh kém, nước ngon nhất là tôi giăng chứ. Dạng mình giăng này kiểu kiếm được đồng nào hay đồng đó. Bạn thấy sư mẫu mình ở mớm thì kéo lưới thì ghê gớm không. Còn gà chiến sư mẫu cũng quả trưởng lắm rồi, bệnh hoạn tùm lum chứ đường gà khớp khí cũng gọi là muốn lỏng le rồi. Lên coi một em bự bự coi. Lên rồi chú Năm ơi. Để chú Năm gật cá rồi coi, có nhớt rồi. Cho khí thế tinh thần đó, nặng nặng gì đây. Bọc lông rồi. Cho nó có tinh thần nữa luôn. Nghĩ là đợt rồi hốt hai con cá sủ cuối cùng. Ê tôm tôm năm tôm tôm mẫu ơi sư mẫu ơi. Ui tôm kèn luôn bạn. Điều này kèn này không bự hung. Có hơn không? Càng o. Vô. Đợt rồi nghĩ lại gần hết lưới tán được cặp cá sủ bự, nó cảm giác nó phê lắm mà. Cái kiểu mà dạng như mình nghĩ không có dính mà cuối cùng lại dính á. Lại sát gần hết lưới rồi. Ai ngờ đâu tán cặp cà bá. Thứ gì chịu nổi, cảm giác khó diễn tả. Dính cá mấy phút mà dạng mà gần cuối bù giờ đó đã lắm. Bạn thấy chứ dân lưới neo ở đây dính tôm càng á, là nước nó trong mình dân mới dính, còn nước đục là không bao giờ dính mà. Nói chung là nếu mà dính tôm càng từ lúc Tết tới giờ nè mới dính, còn hồi trước Tết đó nước đục quá, tháng nước lũ rồi thua. Cóc kiết rồi đâu ta. Dân lưới neo nếu trung bình chỉ cần một giác lưới bạn dính một con thôi, 7 kg 8 kg thì cũng ngon nữa. Một con cá sủ thôi chỉ cần nhiêu đó. 7 8 kg là ấm. Trời rồi quốc cặp chà bá 18 17 kg đó bà. Ai biết được bữa nay mà cậu cho nó sao? Tụm gầy mấy ngày nay vợ chồng sư mẫu cũng bể đầu hoài bạn ơi. Bạn thấy với dân lưới này nó cũng hên xui dữ lắm. Đập nước này chua quá không biết sao đây. Ai biết được mà cậu cho là lụm mà. Đó đó là cái hồng nó có con nha bạn. Gì? Trời ơi, ngư cháu cháu có sủ chứ. Trời ơi, dính cái chân cái viền phao luôn kìa. Kệ có hơn không? Có gỡ được rồi. Kiếm thêm 3-4 con nữa à, bù tiền xăng. Ôi cháu cháu luôn bạn ơi. Thường nó là dính vô lưới là nó ngủm cô tỏi à. Cháu cháu luôn mới chịu à. Hai chồng nào nói chuyện hủ thỉ vậy. Lạ bạn nhìn không ra. Hủ thỉ vậy. Ta
tán cái sủ 10 kg nó phình lên như bữa cái ọc. Con cái sủ bự hôm bữa vợ chồng siêu mẫu dân là con đó 12 kg, mà vậy mà hôm bữa mấy anh em mình đón có 10 kg à, muốn buộc căng đem bán là 12 kg. Rồi có dựa gốc gì rồi thấy nặng nặng à. Nghe cá chạy vô chỗ Nam Yên Gu không? Cá hồn lạc. Nãy cá hồng thở ra khó rồi đó bạn, mà chưa thấy cá mắm gì hết á. Trời ơi, nó nổi lên phình kìa. Tùm lưới đúng đẹp luôn. Nhìn nó đá á. Tùm lưới phình ra tới rồi đó luôn. Trời, tại thường cá sủ các bạn nó dính lưới là nó thiếu oxy á, nó lòi cái bao tử ra lại ọc ra đó, nó phình lên chầu lên ghê lắm, nghe tiếng động luôn, đã lắm. Bởi vì gặp mấy cái tùng lưới dùng dùng nó phì ra vậy nè, chầu lên có cảm giác bao phê luôn. Bồng lao gì siêu mẫu, trời ơi vô kìa con thấy mà, siêu mẫu ơi quá đã rồi, lò bong bóng kìa. Ủa, mày hả bưởi, có vậy mới được chứ siêu mẫu, ngon lạnh bạn, như sủi đực thì vẫn cháy vậy, nghe ục ục là nó rồi chứ đâu, ốp hàng liền bạn, dính cá kìa sao không thuốc đi ông, mọi thuốc đi chứ, có thuốc không? Từ ngày đại ca hồng mong dính cá là bạn, để có thời gian mình nấu tốt chứ không mình kéo hoài á đâu có thời gian. Còn nói gì chú Năm? Đã. Thấy nặng nặng lưới kéo lên thử. Phải vậy mới được chứ. Ục ục mày. Hai con rồi nha, ấm hỉnh nha, vô. Mày hả bưởi. Được, ừ, thắng xong lên luôn. Có động lực rồi bạn ơi. Mùa xuân đã trở lại rồi. Trời ơi, ba cái gì san hô quý hiếm gì vậy? Này do mấy cái nhà máy, nhà cửa, mấy cột xi măng đồ hồi xưa bạn sụp á. Nào xi măng cát đá là lưa chứ. Chứ bật kè nữa, lum tùm la chứ. Phải có động lực rồi đó. Còn đó nó dính sát, chị nó sát vô cái mấy xuồng của siêu mẫu luôn. Rồi hên khúc rồi vậy. Hên khúc rồi. Trời là lưới của đại ca hồng mà làm cái chuyện mà lúng lỗ bự dữ không? Ông giá tối ngày mà. Còn mấy lỗ vừa mới giá. Cút lưới ta nói không là đại ca Năm nói lưới cách à. Ừ, cái sủ dính hai con lắm bạn, dính hai con gần nhau á. Tán thêm con nữa nè. Vậy trời ơi bông lao động động nước tưởng đâu cá dính lưới. Bà cậu thương tình cho thêm con hai con trọng trọng nữa bà cậu ơi. Đây. Kiếm được tiền giàu chuyện ăn sáng rồi bạn con đó, còn tiền cơm buổi chiều nữa chứ, bán thêm con nữa. Ồ, bông lao cái nửng trắng trắng lên cứ tưởng là cá sủ luôn. Không lao nữa, cá kia à. Nãy giờ cũng được con càng với con sủ rồi bạn ơi, với con cháu cháo rồi. Tán thêm hai con sủ nữa cũng ngon, tại nước này không phải là nước tránh kém mà. Hai con đâu khoảng 3-4 kg nữa cũng được. Wow.
gọc gọi rồi bạn ơi, tới công chuyện rồi. Nào giờ mình đi quay clip chưa, giờ quay được cận cảnh dính cá hô nha các bạn. Chờ đợi 2-3 năm nay luôn. Mình tính ra cá hô ở đây thì năm ai cũng nhân dính con hai con chứ bạn. Mà mình chưa có dịp quay cận cảnh. Hôm nay có cái nào hơn không? Cái đường này một lần tôi bắt hai con đó. Đây là vợ chồng siêu mẫu là sát thủ cá hô trong tiền nè, dính tỷ lệ dính cá hô là nhiều nhất luôn ạ. Tính ra nào giờ siêu mẫu cũng dính đâu 7-8 con gì rồi. Con bự nhất là mười mấy ký. Ở trong tiền này cá hồn 100 ký, 150 ký có nha bạn. Người ta cũng dính lai gai hoài á, 2-3 năm là bợ con 90 ký, 100 ký. Xuống lưng mới hút cá hồ liền hả? Không thở rồi đó. Gì xe máu gì vậy? Trời ơi chào cháu nữa bạn ơi, cái thứ chào cháu là toàn dính cái giềng phao không ạ, nó mạnh dữ lắm, nó lẹo một đống, bởi vì nó cũng mau chết là vậy mà. Nó lẹo như cái chạch vậy đó. Ừ, thấy bạn nghiêng nghiêng rồi, thấy nghiêng nghiêng rồi. Ăn nhờ bà cháu cháu. Nó mạnh như đạn vậy đó, do mạnh như đạn mà nó lẹo vô lưới nó bó mang lại nó ngợp nó chết. Ra tốt vào đây còn dính cho cháu nữa, bó tay. Ra đây mỗi lần mà xỉ lưới là thằng nghĩ dính cái sủ cao lắm bạn. Tại ngoài đây ngoài ra chỉ có cái cá sủ thôi, chứ mấy loại cá khác đâu có. Vậy mấy bà cho cháu đi lạc đâu ra bà đây. Tự nhiên cháu là ở thước trong bờ á. Mẫu bà không có để đèn bạn, bây giờ không thấy đâu. Đó mày. Đâu? Cạnh đó. Rồi đúng ngồi tốt dưới kia. Nhìn không thấy luôn bạn ơi. Đó, vậy. Vậy. Mù cái đuối gì nữa. Này gì mua cái gì bà? Cá đuối á. Cá đuối đâu đây? Ai ăn cá đuối giục đây gì trời? Hết chuyện chứ. Nhận lưới dính một cái đuối. Gì vậy trắng trắng vậy? Bọc. Trời ơi, tưởng đâu có sủ chứ. Làm mừng hụt hoại bạn. Chuẩn bị hết lưới rồi bà cậu ơi. Ó gội chót các bà cậu. Rồi luôn. Hốt thiệt luôn rồi nè. Tới một chuyện luôn. Gần hết lưới thì dính gốc nữa. Rồi luôn. Hỉnh luôn. Ổng ủi rồi kìa. Thiệt hết, gần hết lưới. Ủi bạn ơi, chủ đề muôn thở xong tiền. Chuẩn bị hết lưới còn phải ủi nữa. Đúng nhức đầu chứ. Ôi trời gì vậy. Nó bự dữ không? Mong là ủi cái phát này lên cá nha bạn, thường có câu có gốc là có cá mà. Con lưới nó dùng kìa, nó nổi phao lên. Có gốc là có cá.
là mông lao, ủ gốc rồi lên mông lao, lên cá mới đúng chứ. Nói trời vậy thôi chứ nó cũng còn xa lắm bạn, tại vì cái độ mét lưới là khoảng 3-40 mét nước nè, mình ủi mình kéo một chút nữa mới lên tới cái chỗ cái gốc đó. Gì xe mẫu nhìn biểu hiện bà ấy nghi ngờ mà bà. Trời ơi, ủi gốc lên chào cháo nữa bạn, xúc phạm người dân lưới neo chứ. Có gốc có cá kiểu này chết luôn. Cũng con cá bự. Hôm nay mấy bà chào cháo chịu đi ra giữa sông dữ vậy, quải chữ chứ bóng được bự nữa hả. Chào cháo thường là mình nạo chả, mình chả ăn rất là ngon, là nó xương dữ lắm. Bây giờ ở đây bán giá bèo lắm, 20.000, 15.000. Hết chuyện cái ủi gốc lên cá chật cháo. Bởi vì mấy bạn để ý mấy cá chật cháo mà nó do nó ở gần bờ mà nó không ở, nó ở xa bờ, bạn thấy nó dặn như nó thiếu oxy, bạn thấy không? Nãy giờ dính toàn là dính viền phao với lại cá hồng không, đâu có dính viền chì đâu. Kè sư mẫu, trời ơi bự quá sư mẫu ơi, trời ơi có hơn không sư mẫu ơi, về chiên sẽ ớt. Hai chồng đâu để chén muối với nửa lít nước mắm được bữa cơm gia đình. Ngựa nụ quá mày, trời thấy nó phình rồi tưởng đâu cũng bự lắm, ai ngờ chứ. Chú Nhi, ngụm củ tỏi, lụm gạo, ủi gốc lên được hàng cá xứng đáng không? Tạch tạch, trong phim, cái sủ nó mau chết lắm mọi người. Nó ủm lên, nó lõi ra bằng nước là ngủm của tỏi nha. Lên cái sủ tiếu rồi chứ. Lưới tặc bà dính cá rồi, cá lựa mà thấy ghê gớm không? Lựa theo kiểu ở dưới điểm lên. Bạn hôm 8 con mà cũng có 1 kg luôn. Tèo hả? 8 cá sủ mà có 1 kg. Thường dân lưới neo mà lưới tặc bà mà bắt cá lựa dính kiểu này chết thiệt chứ không chơi đâu. Nãy giờ bọc cây cũng từ lưa chân qua trời qua đất, mới bổ xíu dính mọc cảnh đó. Cái gì vậy? Đó đó đó, ẩn lên con đó kìa bạn. Mày hả? Bưởi, bưởi ơi là bưởi, có không nhảy nhảy hả mày? Ủa con này cũng được hơn con kia nha, lên liền. Cũng ra cái gốc này cũng được 3 con ha. Phải chi mấy con cá này khoảng ký mấy là ngon rồi bạn. Là 3 con này cũng bộn tiền rồi. Thiệt tịnh chứ. Thôi kệ mà. Mà cậu có cho là mừng rồi. Được con nào hay con đó. Đòi hỏi gì nữa. Vô. Con này cũng được nha. Tạch tạch mày. Gần hết lưới rồi, hốt được vài con cũng đỡ nha. Trắng trắng lên con trọng trọng nữa ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, cái bọc. Ngộ đó bạn, những lúc mà dạng không có cá là trắng trắng thì mình nghĩ là bọc, nhưng mà nhiều khi mình giúp cá rồi bắt đầu có cảm giác sẽ có cá nữa bạn. Nhiều khi cái bọc nó ẩn lên cứ tưởng là cá không à. Có chót bạn ơi, gần hết lưới rồi bà cậu ơi. Lên đá hả? Lên đá rồi bạn ơi. Chuẩn bị kết thúc chương trình. Còn lưới là còn hy vọng. Thường miếng cá dính gần hết lưới rồi không nữa bạn. Đầu lưới với cuối lưới mà. Ông lao là văng nước nào cũng lụm gạo đó chứ. Giờ trừ ra văng trên bờ mới không dính nữa thôi chứ. Vậy xong ngừ văng chứ. Không. Chuẩn bị.
Rồi, kết thúc chương trình. Lên đá. Có một dòng sông. Có một dòng sông. Ba con chào cháo, ở gì ba cái chào cháo, đúng rồi, ba sủ một tôm. Trời ơi, dân lưới neo mà nếu tỷ lệ dính cá của này là dữ lắm rồi các bạn chúng á. Nhưng cá này được cá không chất lượng thôi. Lượng con cá sủ kia cũng trong chậm cũng đỡ. Phải hai con sủ này bằng con đó nó là ngon, ba con đều gan vậy là ấm. Giờ thu dọn chiến trường. Giờ rút quân thôi bạn ơi. Hôm nay kiếm tiền chợ búa à. Sao giống nhìn như cái đuối thiệt chứ bộ? Thì cái đuối thiệt chứ con nó giả đâu nè. Mà cái này chắc như ai ăn rồi vụt xong bà ơi, chứ mình đây đâu làm có cá đuối. Đây có không? Có còn không? Đợi con nghe chứ con có đuối mấy cái đường chứ bộ. Con tiền mình có cá đuối hả? À? Nào giờ mình cũng không biết các bạn. Có nghĩa là gì hả? Bữa nay nói chung là thất thu mà dạng như mình cũng biết trước rồi bạn ơi, chạy dân con nước này mà dân con tay mà nửa tiếng hồ cuốn rồi biết liền. Nhưng cái được đồng nào hay đồng đó, như đây cũng được rất nhiều gom bán chứ cũng được khoảng 200 mấy rồi bạn, cũng được quê mà đủ xã hội được ngày. Quên vụ được con tôm càng đó chứ bộ. Hỏi tôm càng nó trọng trọng là được 100k rồi. Thôi bởi cái nghề lưới neo vậy không thấy không? Nghĩ mà mấy bạn nào mà xem clip cũ của mình á, khoảng 3 năm về trước á, bạn thấy clip nào cũng vậy chứ, dính cá bạn thấy mê luôn. Nó rất cá nó nhiều bạn. Hầu bộ trò văn lần dính đây, nó lạnh luôn. Sủ qua xa, ú, lăn nhát kiểu tèo lưa giác nào vậy trơn, cá dính chục con mấy con không bự bự luôn mà xa hú dùng khi nhà mẻ 200 mấy ký luôn á, có clip cũ mình á dính nguyên bầy cá cày với nguyên bầy ba xa hú đó bạn coi đó, clip đó tính ra là 200 mấy, gần 200 ký cá bạn, 200 ký cá bạn thấy ghê hồn clip đó, ủi quán nổi lưới lên luôn. Còn bây giờ cái đó gọi là quá khứ rồi bạn ơi, còn giờ không còn tình trạng đó nữa đâu, cá giờ ít quá. Bạn coi xin mẫu mình làm ít bìa này khác mình coi không, đông càng với cái sủ ngon lành chẳng đây quay thành quả luôn đó bạn ơi. Ủa, còn cái sủ bự nè đó, ba cái sủ, ba chục cháo với con đông càng đó, cũng ngon không được. Con vịt quay con lưới sớm dữ á. Trời ơi mày đã cay rồi dọn ra ăn cơm rồi kìa bạn. Ủa này chúng đậm lè đậm lét luôn đó. Về tới bến tập kết quyền thổi. Không có chứ mà. Ừ, chất lượng không có chứ số lượng nhiều à. Tính dạo này 6 con cá với con tôm gì giỡn hoài. Rồi chào bạn nha.